thế thì tôi nghĩ Malaysia và Việt Nam có những cái khoảng 3 giờ thế này thì chúng ta cũng đang phải cố gắng để vượt qua cái nắng nóng và những cái mệt mỏi của chúng tôi. Tất nhiên để những một giải đấu thì chúng tôi đã chuẩn bị nền tảng được. Thành đó là có những buổi tập làm quen cùng với chưa thi đấu. Và tôi nghĩ quan trọng một cái nữa đó là vấn đề tâm lý của chúng tôi cố gắng để vượt qua thời điểm nào mệt mỏi nhất hay không thì đọc được những cái bản tin cái tích cực hơn là cái điều đó. Tôi cũng nghĩ rằng ngoài cái thời điểm đó thì cái nghỉ ngơi của cầu thủ rất quan trọng nên đội chúng tôi